trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Ma A Di Đà Phật. Sư phụ, sư phụ. Hai vị thí chủ này đòi đúng lắm. Đường đường là đấng nam nhi, sao lại ăn hiếp một người nữ yếu đuối như vậy? Thí chủ vì nhân duyên gì mà đến bổn tự? Hãy nói ra xem, ta có thể giúp được không? Con muốn xuất gia. Hả? Cười cái gì? Xuất gia là một việc tốt, là một ý niệm thiện. Đi, đi theo lão nạp. Đi, nha, đi thôi. Sao hai vị thí chủ lại muốn xuất gia vậy? Muốn thành Phật, tu hành và cứu độ chúng sanh nữa. Tốt rồi, bây giờ lão nạp thế pháp cho hai vị. Hả? Bây giờ hả? Khoan đã, khoan đã. Lão hòa thượng, khoan đã. Sao vậy? Con nghe nói phải ở chùa tập sự một khoảng thời gian, trải qua thử thách sau đó mới xuất gia mà. Nhân duyên của mỗi người khác nhau, cho nên việc xuất gia cũng khác. Hơn nữa, đây là thiền viện của chư tăng, không cho phép người nữ ở chung. Tâm xuất gia của nữ thí chủ tha thiết, lão nạp sẽ thế pháp cho thí chủ trước, rồi dẫn các vị qua bên ni viện cách đây mấy mươi dặm để tu tập. Hả? Con thế pháp rồi cũng không được sống ở đây sao? Nếu vậy thì thôi. Không xuống tóc nữa. Dạ không. Không xuất gia nữa. Dạ không. Hai vị có thể ra về được rồi. Tịnh Trần. Dạ. Tiễn hai vị thí chủ về đi. Dạ. Hai vị mời. Chúng ta đi về dễ như vậy sao? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Không được. À, mợ à. Cẩu Nham. Nè, mợ đừng kêu nữa. Quên ra đây. À, nè, đừng kêu nữa mà. Cẩu Nham, Quên ở đâu? Nè, đừng có kêu nữa. À, nè mợ. Cẩu Nham, Quên ra đây đi. Quên ở đâu? Nếu như Quên không ra. Nếu Quên không ra, xin đừng đón lại cửa thiệt một. Làm đi cô luôn đó. Ra mà, đây đi. Đừng có kêu nữa mà. Nè, em là Trương Nguyệt. Ra đây đi. Tốt Cẩu Nham. Sao Quỳnh lại không dám ra? Quỳnh thật là nhát gan. Cẩu Nham, nếu như Quỳnh không chịu ra, mụ sẽ đốt hết ngôi chùa này luôn. Nè đó. Mợ à. Sau đó mụ sẽ nhảy xuống sông tự tử. Mợ ra đây. Đừng mà mợ. Đừng mà. Sao Quỳnh tàn nhẫn quá vậy? Quỳnh ra đây đi. Mụ nhớ Quỳnh lắm. Cẩu Nham, Quỳnh ra đi. Quỳnh ra đây đi. Quỳnh ra đây mau lên. Mụi nhớ Quỳnh lắm. Cẩu Nham. Nè mợ. Mợ à. Tiểu mụi. Tiểu mụi. Em ở đây làm náo loạn gì vậy? Đại tỷ, sao Quỳnh ấy không ra gặp tỷ mụi mình? Tại sao? Có lẽ Quỳnh ấy không coi chùa này. Thật sao? Thật đó, nếu Quỳnh ấy thật sự ở trong chùa, nhất định Quỳnh ấy sẽ ra gặp em. Đi thôi. Tiểu Thủy, chúng ta đi. Con xin lỗi các thầy, nhưng mà nếu như sau này các thầy gặp được Quỳnh Cổ Nham, con cầu xin các vị hãy chuyển lời, nói là con rất nhớ Quỳnh đấy. Đại tỷ, tỷ cũng nhớ Quỳnh Cổ Nham lắm phải không? Không có, chúng ta về thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quỳnh. Quỳnh. Phụ quốc. Quỳnh lại đây. Hôm nay Quỳnh đi đâu vậy? Để tìm Quỳnh mãi không thấy. Quỳnh ấy phải đi ngồi thiền sao? Không phải, đó là vị dân du mà đệ vừa quen sáng nay. Thầy nói muốn dẫn đệ đi dân du tứ phương.
Đệ có xin phép thường trụ chưa? Đệ vừa mới thưa xong, thầy tri khách đồng ý. Vậy thì huynh chúc đệ mọi chuyện đều như sở nguyện. Huynh không phản đối đệ sao? Dân du thiên hạ, tiêu do tự tại. Thật ra đây là kỳ vọng của sư đệ mà. Sao huynh lại phản đối chứ? Nhưng mà nói thật nha, nếu xa huynh á, thì đệ có chút gì đó không đành. Huynh à, nếu như sau này huynh thành Phật thành tổ rồi, thì đừng quên cứu độ tiểu đệ này nha. Đệ Phú Quốc, lại đây một chút. Sư đệ huynh chúc đệ thiên lộ bình an. Tới ngay. Cha đợi chút nào cô. Gần một năm rồi, sao không có chút tin tức gì của chúng nó hết vậy? Hay là chúng nó đã bị thương ở đâu đó rồi, hoặc là trên đường gặp phải cướp bóc tai nạn? Ta lo lắm. Cha đừng nghĩ tưởng nhiều. Cha hãy quan tâm đến sức khỏe của mình mới được chứ. Cha đã sống hơn nửa đời người, là người sắp chết rồi con ạ. Còn mong mỏi cái gì nữa chứ? Con ngoan ạ. Con còn chưa hiểu nỗi lòng của cha mẹ đâu. Cho dù báo tin bình an cũng được mà. Cha hãy yên tâm, họ đều khỏe cả. Còn dâu, con biết tin tức của họ à? Sư phụ à, xin thầy thục chân vào một chút. Đưa ra không thu lại, con hãy tìm đường khác mà đi. Đệ tử đã tiến rồi thì không thoái. Nếu đã tiến thì không thoái, chẳng lẽ con dám cán qua chân của ta để đi à? Sư phụ à, đệ tử xin đắc tội. Ây trời ơi, chân của ta, chân sư của phụ, ta. Sao vậy? Sư phụ, mau triệu tập tất cả tăng chúng đến ngày pháp đường. Dạ. Chân của sư phụ hôm nay bị làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn máu đổ nơi pháp đường? Chắc không phải vậy đâu. Là ai vừa cán lên chân của lão tăng? Bước ra cho ta. Đưa cổ ra đây. Các ngươi đều sợ hãi rồi chứ? Phàm tâm đã dứt, khế hợp ý ta, là cổ nhàm đó, đã tiến không thoái rất hay. Cho con biết, phụ thân con đã nhờ sự quan hệ với tri phủ Phúc Châu sẽ sớm đến đây truy tìm tung tích của con. Sợ rằng lão tăng không che giấu cho con được nữa. Đi hay ở tự con quyết định. Đệ tử tuyệt không có tâm quay đầu. Chắc con không thể ở chùa Dũng Tuyền này nữa. Ta có thể giới thiệu con đến một tu viện khác. Đệ tử muốn vào trong động ở dãy núi sao để tu khổ hạnh. Khổ hạnh, nói dễ làm khó. Rất nhiều người muốn khổ cầu Phật Pháp, nhưng không có một người nào ở những nơi thâm sơn vượt qua cửa ải tu hành này. Ngày xưa, đệ được Tam Tạng Quyền Trang Pháp Sư muốn cầu kinh ở Thiên Trúc, trước học thông Phạn Văn, ngày đi trăm dặm đường. Sau, đệ phòng diệt hết lương thực để quan địa sa mạc, ngài đã luyện tập tuyệt thực, đầu tiên một ngày một đêm cho tới 10 ngày. Cổ đức là tấm gương để tu hành, đệ tử thề nguyện bắt chước theo. Nếu con chí nguyện như vậy, ta sẽ truyền giới cụ túc cho con. Sau khi thọ giới xong, con đi hay ở tùy ý con. Con đã thọ giới cụ túc, cho con pháp danh là Diễn Triệt, tự Đức Thành. Từ nay trở đi, phải trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sanh, cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, lấy Phật làm thầy, lấy giới làm thầy. Trong tâm có Phật,
tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Nhanh lên, nhanh lên. Ừ, đi nhanh lên. Nhanh lên. Đứng lại. Sư phụ. Người xuất gia phải xem xét hoài nghi. Hấp tấp như vậy ra thể thống gì? A Di Đà Phật. Di động sư tử sau núi có một hang động rất thích hợp với con, nhưng xem duyên con có tìm thấy hay không. Đa tạ sư phụ. Nè, con hãy mang theo cây này, ở trong động con sẽ dùng đến. Cảm ơn sư phụ. Đi mau đi. Cảm ơn sư phụ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhìn chân lên. Đứng lại. Nhanh lên. Khốn kiếp, nếu nó băng qua khỏi cái núi này thì không thể tìm được. Để nó chạy mất trước mặt chúng ta như vậy, làm sao trình báo với Ti phủ đại nhân đây? Hết cách rồi. Về thôi. Đi, 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 đi. Ngươi từ đâu đến? Đúng rồi, tôi từ đâu đến? Tôi từ chùa đến. Trước khi ở chùa, ta từ đâu đến? Ta từ Tuyền Châu đến. Trước khi ta ở Tuyền Châu, ta từ đâu đến? Ta từ Tiêu Phủ đến. Trước khi ở Tiêu Phủ, ta từ đâu đến? Trước khi ở Tiêu Phủ, ta từ đâu đến chứ? Ta sinh ra và lớn lên ở Tiêu Phủ, đương nhiên là sinh ra từ bụng mẹ ta rồi. Liệt tổ liệt tông tại thượng, bất hiếu tử Ngọc Đường, xin nghiêm chỉnh tuân theo lời giáo huấn tổ tiên, tạo phước cho dòng họ. Tiếc rằng tuổi già sức yếu, ân nghĩa khó đền đáp. Hôm nay cao tử từ quan, thật là việc bất đắc dĩ. Hy vọng liệt tổ liệt tông rộng lòng tha thứ. Tha thứ, xin tha thứ. Ngừng một chút. Cha, cha làm gì vậy? Rồi giúp việc, nói nó chạy vào trong núi. Chắc là ngọn núi này rồi. Cô Nhâm, cô Nhâm, cha biết con đang ở trong ngọn núi này.
Ta là cha của con đây, Tiêu Ngọc Đường. Trước đây cha qua nghiêm khắc với con, bây giờ con muốn xuất gia thì xuất gia, cha không phản đối con nữa đâu. Cha, con đừng lên núi lẩn tránh cha nữa. Một mình con ở trong núi làm sao sống được. Con ra đây đi, cha đã già, cha phải về, cha phải về Hồ Nam an dưỡng tuổi già rồi. Cha phải đi đây, cha về Hồ Nam thôi con ơi. Cha, cha đối với con ân trọng như núi. Cha, từ nay trở đi hai cha con ta chắc không có ngày gặp lại nhau đâu. Con hãy ra đây để cho cha nhìn mặt con lần cuối, một lần cuối thôi. Cha, 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 nếu con quay về thăm cha một lần, sẽ đàn con không có dũng khí để ra đi nữa. Cha, đợi con tu hành đắc đạo sẽ báo tự ân. Hàm Phong năm thứ 10, Ngài Hư Dân 21 tuổi, tu hành trên núi sâu. Ngài lấy các loại khổ hạnh để chinh phục ngũ dục, diệt trừ vọng tưởng. Ở trong đồng, ăn cỏ dại, uống xương trơn, làm bạn với hổ lang, chim chóc, thấm thoát đã được 6 năm. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Ai vậy? Có phải là Tiêu gia về không? Ai vậy? Tiêu gia, Tiêu gia. Rõ ràng nghe tiếng gõ cửa mà sao không thấy ai hết vậy? Im, đừng sợ. Là ta đây, Vinh quản gia. Tôi là Đàm Sĩ Kỳ đấy. Trời ơi, Đàm thiếu gia. Vinh quản gia, nghe nói ngài gia nhập quân lính Thái Bình bị đánh chết rồi mà. Tôi gia nhập quân lính Thái Bình nhưng mà tôi chưa có chết. Ông xem, chẳng phải tôi còn sống à? Lần đó tôi bị trọng thương suốt 2 ngày trời, cũng may là tôi còn sống. Vinh quản gia, tôi thực sự sống lại từ trong cõi chết đây. Ê trời ơi, các vị làm thiếu gia, nhưng nỗi khổ lại là cha mẹ các vị. Ông đừng nói nữa, chuyện của gia đình tôi biết cả rồi. Vinh quản gia, đây là Tiêu phủ, nhưng sao lại vắng tanh như vậy? Từ khi Cổ Nham xuất gia, Tiêu lão gia từ quan cùng gia đình về Hồ Nam sinh sống. Nhưng mà tiểu muội của tôi và Điền Nga Anh thì sao? Họ cũng với lão gia đi về Hồ Nam luôn. Nghe nói Đạm thiếu gia đi đâu vậy? Vinh quản gia, bây giờ tôi đi tìm họ. Cáo từ. Đạm thiếu gia. Lão gia, ông bỏ chúng tôi mà đi. Mẹ con chúng tôi phải làm sao đây lão gia? Để bên đó đi. Lão gia đi rồi, cái nhà này cũng mất hết. Vì chữa bệnh cho lão gia
mà đã vay mượn rất nhiều nơi. Ngôi nhà này bây giờ cũng thuộc về người khác rồi. Lúc lão gia còn tại thế, tôi đã nói với lão gia rằng nếu lão gia chết đi, tôi sẽ làm đi cô. Còn hai con hãy về lại nhà mẹ ruột để tá giá. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Hai đứa con đã về làm dâu nhà họ Tiêu thì sống là người nhà họ Tiêu, chết là ma nhà họ Tiêu. Cũng như vậy tam tộc tứ đức con vẫn còn nhớ rõ. Con đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng sinh khổ nhiều, chi bằng xuất gia cho rồi. Thế muội, muội sao vậy? Nhà mẹ muội đều mất sớm, mọi người tự nghĩ muội còn đi đâu được. Nếu vậy thì để mẹ làm chủ cho muội tái giá có được không? Xưa có những phụ nữ đa tình phụ nghĩa tào khang, muội còn đi tìm ai nữa? Mẹ, mẹ cho chúng con xuất gia theo mẹ đi. Ở núi tốt thế nào? Có thể thức dậy muộn đi ngủ sớm. Cỏ mềm trong núi làm y phục, trai thực qua quả tùy thời no. Nằm vách núi ăn chẩm não, ôm cỏ dại xem như mặc áo. Trước mặt nếu như làng sói đến, một trận cuồng phong thổi tiêu tan. Ở núi tốt, danh vọng lợi dưỡng bỏ ngoài tai. Mỗi ngày một bữa, tức thời y, từ bi hỷ xã, quên hết rồi. Ở núi tốt, thức tình lục dục, vũ sạch không. Bên mông biển người, khổ nạn nhiều, chỉ giữ cho mình thanh nhàn thôi. Thượng tọa, xin chỉ giáo. Người tu hành, hỏi ngài một câu. Ngài tu khổ hạnh 6 năm, đã từng chứng đắc tam miệu tam bồ đề ba la mật chưa vậy? Tam miệu tam bồ đề ba la mật. Xin hỏi ngài thêm một câu nữa. Làm sao có thể khiến cho một giọt nước không khô cạn? Làm sao cho một giọt nước không khô cạn? Một giọt nước, một trận gió, chẳng phải thổi khô sao? À, không đúng. Đem bỏ nó xuống biển là được rồi, đúng không? Đem bỏ xuống biển. Đại sư, xin chỉ dẫn cho một con đường. Bây giờ con hãy thay y phục đi, sau đó đến Thiên Đài Sơn tiếp dung kính. Thiên Đài Sơn dung kính. Đại sư, đại sư ơi. A Di Đà Phật. Hả? Sư phụ, sư phụ. Hả? Ông chính là người rừng mà lão xóa quyệt thường nói sao? Bần tăng là hư dân, không phải người rừng. Bần tăng biết ông trên núi khổ hạnh 6 năm nhưng chưa chứng đắc. Sao tiểu sư phụ biết được? Ông gọi bần tăng là tiểu sư phụ, vậy ai là đại sư phụ? A Di Đà Phật. Hay, người tu hành trong tâm ông có lớn nhỏ, nhưng tâm bần tăng không có lớn nhỏ. Người xuất gia học Phật không nên có tâm phân biệt. Người nghe rõ chưa? Tiểu sư phụ nói rất đúng. Cái lão xảo quyệt dung kính đó, chuyện gì cũng bắt bần tăng làm. Đó người cũng là ta, quét dọn cũng ta. Còn ông ta thì nằm dưới gốc cây để mà nghỉ mát thôi. Bỏ đi, vì ông ta là sư huynh của ta, lại lớn tuổi hơn ta. Dung kính đại sư là sư huynh của ngài sao? Đúng vậy, ông ta và ta cùng bái một người làm sư phụ, chỉ chậm hơn một chút đã trở thành sư đệ của ông ta rồi. Bần tăng cứ tưởng là... Tưởng cái gì?
đại sư Dung Kính tu hành đức độ. Tuổi tác thì hơi lớn hơn một chút, hơn 80 tuổi rồi. Vậy sao sư phụ lại nói chỉ hơn kém đại sư một chút thôi? Trăm ngàn vạn năm chỉ trong một sát na, hơn 70 chỉ là một chút thôi. Sư phụ nói quả thật không sai. Không nói chuyện phím, quay lại vấn đề chính. Ông mang theo vật gì để tra mắt sư huynh và ta? Bản lai vô nhất vật. Vậy ông mang cái gì trên lưng? Dạ, cái xẻng. Ông nói vốn là vô nhất vật, vậy xin hỏi cái xẻng không phải là vật thì là gì? Vậy sao ông thua rồi nha? A Di Đà Phật. 6 năm khổ hạnh, ông diệt trừ được rất nhiều tình và dục, có đúng không? Vô tình, vô dục. Vô tình, vô dục. Vậy chẳng phải ông là cỏ cây sao? Người học Phật chẳng phải là làm ngược với nhân tình, mà còn đối với chúng sanh phải đa tình. Có đa tình thì mới bỏ được cái ta, mới có thể để chúng sanh trong tâm, mới có thể được bình thường tâm. Được rồi, ta nói xong rồi, đi thôi. Bần tăng dẫn ông đi gặp lão pháp sư Dung Kính. A Di Đà Phật. Đó, vị đang gọi là Dung Kính đại sư. Hư dân đảnh lễ pháp sư. Tình cường hào thăng, cô y khỏe khoang, ngày mai hãy đến gặp ta. Hả? Sư huynh, làm như vậy là huynh không đúng rồi. Sư đệ. Vậy thì được. Được rồi. Hả? Sư... Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Dạo này tỷ ho nhiều quá. Có thể là do thời tiết thôi, không sao đâu, bình thường thôi mùi à. Chắc là do tỷ dốc giả. Ho ra máu rồi, còn nói bệnh không nặng, mùi đi hút thuốc cho tỷ. Bệnh của tỷ không có thuốc nào trị khỏi đâu, chỉ bằng tiết kiệm một chút tiền để cứu tế những cô nhi mà cha mẹ họ đã chết trong chiến tranh. Điện Nga Anh, Đàm Tư Nguyệt, hai người có đây không? Giọng nói này sao nghe quen quá vậy? Ai mà biết chúng ta đã ở đây? Để muội ra xem thử. Cô là tiểu muội. Huynh. Huynh là ca ca của muội đi. Huynh vẫn còn. Huynh.
Thật là quên sao? Quên, thật là quên sao? Tiểu muội, muội rất nhớ Quỳnh. Quỳnh đã quay về thật rồi. Tiểu muội. A Di Đà Phật. Nghe anh, nghe anh, Quỳnh đi tìm hai muội rất khổ sở. A Di Đà Phật. Đàm thí chủ, thật là phước lớn mạng lớn. Đàm thí chủ, ai là đàm thí chủ? Quỳnh, nói Quỳnh đó. Chúng muội trong chốn tiền môn xưng hô như vậy. Quỳnh à, sao Quỳnh mặc quân phục của nhà Thanh? Hiện tại Quỳnh làm quan trong quân đội của Tương Giang. Không phải Quỳnh tham gia trong quân của Thái Bình sao? À, đó là chuyện quá khứ, đừng có nhắc tới nữa. Trên đường Quỳnh đi tìm hai người bị quân Tương Giang bắt được. Lúc đó quân Tương Giang đang bao vây và công kích Thái Bình Thiên Quốc. Lúc đó Quỳnh đã lập được công, nhờ vào năng lực của Quỳnh nên rất nhanh sẽ được có bề thế. Nga anh, tiểu muội, đợi Quỳnh công thành danh toại, Quỳnh sẽ đến đón hai người hoàng tục. Dạm vật đều biến đổi, chúng tôi không còn là những cô nương từ thuở xưa nữa rồi. Tế phát xuất gia là tâm nguyện của chúng tôi. Còn vấn đề hoàng tục, xin đàm thí chủ sau này đừng nên nhắc đến nữa. Sao mà nói chuyện giống một vị ni cô thật vậy? Tôi thực chất là tỳ kheo ni. À, hai người cứ trò chuyện, tôi phải đi tụng kinh đây. À, nghe anh, cũng do tên tiểu tử cổ nham hại đến nỗi này, tao quyết không tha thứ cho hắn. Quỳnh, trong lòng Quỳnh phải có sự biết ơn, không nên thù ghét bất cứ người nào. Tương Nguyện, vừa nói chuyện sao cũng thấy lạ lạ vậy? Hoàn cảnh thay đổi, con người cũng phải thay đổi. Quỳnh à, vào trong ngồi uống trà nha. Tiểu muội pha bình trà tiếp Quỳnh. Đi thôi. Nghe anh, nghe anh, nghe anh, Quỳnh nghĩ rằng nơi này không thích hợp với muội. Muội hãy suy nghĩ rời khỏi chỗ này sớm đi. Phải, Quỳnh thừa nhận Quỳnh đã từng yêu muội tha thiết, vì vậy mà làm rất nhiều chuyện điên dại. Trải qua nhiều năm như vậy, mọi chuyện đã thay đổi rồi. Nhưng mà tình cảm Quỳnh dành cho muội không bao giờ thay đổi. Nếu như muội chịu hoàn tục, chúng ta có thể sống với nhau. Quỳnh nói thật cho muội biết, Dinh Tổng Binh có ý muốn gả con gái cho Quỳnh. Nếu như Quỳnh đồng ý thì sẽ lên thẳng mây xanh. Nhưng trái tim của Quỳnh chỉ có hình bóng của muội, chẳng lẽ muội không biết sao? Muội hãy nói gì đi chứ. Hả? Nghe anh. Muội. Quỳnh. Quỳnh à. Quỳnh. Thanh Tí. Đến giờ muội tụng kinh rồi. A Di Đà Phật. Đàm thí chủ, tôi khuyên Quỳnh hãy lấy con gái của tổng binh đi. Như vậy đối với tiểu đồ của Quỳnh rất có lợi. Nếu như không còn việc gì nữa, xin mời Quỳnh ra về. Nơi này không cho người nam nghỉ qua đêm. Được. Để không được chọc nó, để nó ngủ một giấc đi. Sư huynh, lần này là chủ ý của huynh hả? Nếu ông ấy ngã chết, huynh không được trách đệ. Ta chịu hết được chưa? Để không nghĩ thử xem, nếu như đệ ở trong quan sơ cùng cốc, cùng làm bạn với muôn thú trong rừng 6 năm trời, đệ sẽ ngã chết sao? Bần tăng hư dân đến lễ lão pháp sư. (Cười)
đi 31 năm, ông mới đi đến chỗ này của ta. Nghe là thần y à? Thần y dùng kinh, dùng kinh thần y chẳng qua chỉ là cách xưng hô mà thôi. Hương dân kính xin là pháp sư chỉ dẫn đường lối. Chuyện quá khứ thì cứ để nó như cánh nhạn bay trong không trung, để xem lại dấu tích. Điều cốt tỷ là tâm ngươi đang trụ ở chỗ nào. Xem bộ dạng của ngươi lúc này, người không ra người, ba không ra ba, không phải là người chính đạo đâu. Đệ tử vì thấy cổ nhân tu khổ hạnh mà thành đạo, bắt chước hành theo, nguyện nghe lời giáo huấn của đại sư. Ngươi chỉ biết cổ nhân tu thông, nhưng lại không biết họ vẫn tu tâm đó. Kết quả của tu thần tuy nhiên có thể luyện tập thân thể khinh an, tai thính mắt đỏ, tiến một bước nữa là giác ngộ tất cả. Từ lúc mình bắt đầu cho đến khi kết thúc, cùng lắm chỉ làm lợi ích cho bản thân mình. Đối với đạo Phật thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tự độ độ tha, xuất thế gian nhưng không rời thế gian pháp, còn cách xa nhiều lắm. Những lời dạy của đại sư như cam lồ rưới đầu, khiến cho hàng hậu học khai mở trí huệ, khẩn thỉnh pháp sư từ bi cho đệ tử ở lại học Phật với ngài. Chẳng lẽ người không đang ở đây sao? Bắt đầu từ ngày mai, sư đệ của ta sẽ dạy con thiên đài giáo quan. Đa tạ sư phụ từ bi. Cái lão pháp sư dung kính này, cái gì cũng kêu bần tăng làm, thế pháp cho người cũng kêu bần tăng làm, giảng thiên đài giáo quan cũng là bần tăng, còn ông ta hả? Nằm thư giãn ở gốc cây. Ồ, người thông minh thiệt. Có được sư phụ như vậy, người ngu cũng sẽ thành thông minh thôi. Nè, người tự soi gương đi. Ê, nhìn gì đó? Nhìn chính mình. Nếu muốn thấy rõ bản thân từ trong gương thì phải ngừng lại, lắng lòng mà nhìn. Nhìn không phải nhục nhãn, mà là dùng tâm trí. Cái kiến này không chỉ trên tay của ông có, nơi nào cũng có, trong hư không thanh tịnh. Mà thấy được bản thân thì mới có thể thể hội được tự tánh. Chính là không tự tánh, không tự tánh chính là không. Đa tạ sư phụ khai thị, nhưng chỗ này của con ta quên cái tóc của ông rồi. Ôi, 3000 sợi phiền não của ông cuối cùng cũng cạo hết rồi. Nghe sư phụ nói người cũng có người nhà, bây giờ họ sao rồi? Sư tỷ, nè tỷ, nè. Uống thuốc nha. Từ từ thôi. Lấy cái này phải không? Sư muội, nếu như có ngày muội gặp lại được huynh ấy, giúp tỷ đưa cái này cho huynh ấy, có được không? Sư tỷ yên tâm, sư tỷ nằm nghỉ chút đi, muội ra xem sao. Sư
Sư tỷ, đứa bé bị bỏ rơi, cha mẹ của nó chết trên đường đi lánh nạn rồi. Mà nhờ có người hảo tâm đi cùng đường đem nó đến đây. Tỷ xem, nó là bé gái, rất dễ thương. Nè, tỷ xem, nó rất dễ thương. Một đứa bé gái thật dễ thương. Đúng vậy. Tiểu Mùi, Mùi hãy nuôi dưỡng nó nha. Nhận nó làm con nuôi, để nó làm bạn với Mùi. Sau này Mùi cũng có người làm bạn. Sư tỷ, tỷ phải nói là chúng ta có bạn. Nè, đưa mũi bông. Thật dễ thương. Sư tỷ, tỷ đặt tên cho đứa bé này đi. Gọi nó là U Liên nha. U Liên. U công quả chí, liên qua bảo tọa tiền. Cái tên này nghe hay thiệt. Tỷ nghĩ ra cái tên này hay đó. U Liên, cái tên mẹ nuôi đặt cho con. Con nghe thấy hay không? Ngoan, là tỷ. Sư tỷ. Tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ đừng làm mũi sợ nha. Tỷ nói chuyện đi. Tỷ làm sao vậy? Tỷ. Tỷ.
Di Đà Phật.